Chào anh chị và các bạn. Theo cái số liệu thống kê đến ngày 10 tháng 2 năm 2020, tức là vào buổi sáng hôm nay vào lúc 9 giờ thì cái lượng người mà nhiễm bệnh do virus corona theo số liệu thống kê của thế giới đã lên tới 40.553 người. Và số người tử vong là ngày hôm nay cũng là tiếp tục lại là một ngày kỷ lục với 97 người tử vong, nâng cái tổng số người tử vong do cái dịch bệnh này lên tới 910 người. Hiện nay thì trên thế giới đã chữa lành được, tức là một số anh người bị nhiễm bệnh đã hồi phục là theo số liệu là 3.324 người. Thực sự là dịch bệnh này thì chưa biết nó sẽ kết thúc ở đâu và thời gian là khi nào. Nhưng mà theo một số các cái chuyên gia y tế trên thế giới thì đánh giá rằng là dịch bệnh sẽ thuyên giảm vào cái giai đoạn mà thời tiết có thể là nóng ấm trở lại, thì ở Trung Quốc cũng như là một số các quốc gia hiện nay đang chịu cái ảnh hưởng của thời tiết lạnh thì sẽ chậm lại của cái đà bùng phát dịch. Lý do là bởi vì là thời tiết nắng ấm thì chắc sẽ hỗ trợ cho cái câu chuyện là giảm thiểu cái sự lây lan của dịch bệnh. Cộng với việc là chính phủ Trung Quốc hiện nay thì đã và đang làm rất là quyết liệt trong cái câu chuyện là cô lập rất nhiều các thành phố trong cả nước để cố gắng là ngăn cản cũng như là hạn chế cái sự lây lan của dịch bệnh. 40.000 người là một trong những cái con số nhiều nhất trong lịch sử các loại dịch bệnh của thế giới trong vài thập kỷ trở lại đây. So với SARS thì hiện nay số lượng này đã gấp tới gần 5 lần, 5 x 8 là 40. Dịch bệnh SARS thì khoảng là hơn 8.000 người thôi. Thưa với anh chị và các bạn thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì không liên quan nhiều đến cái câu chuyện là thống kê hay đánh giá về cái số lượng số người, những số ca nhiễm cũng như số người tử vong do cái dịch bệnh này. Mà hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ cũng như là những cái đánh giá của Thắng về cái việc là tác động của dịch bệnh lên cái nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Trung Quốc nói riêng. Trước đây thì Thắng cũng đã đưa ra rất nhiều những các cái nhận định về cái câu chuyện tác động của thương chiến Mỹ-Trung tới nền kinh tế Trung Quốc. Và hôm nay thì rất có thể nhiều anh chị em và các bạn sẽ cảm thấy một cái chủ đề khá là mới, cũng như là những cái nhận định của Thắng nó sẽ có phần mang tính chất chủ quan cá nhân khá là nhiều. Vì vậy nó cũng sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo để quý anh chị và các bạn hiện nay đang là business, những người làm kinh doanh, những người làm đầu tư, cũng như là những người làm trong các cái hoạt động, những cái doanh nghiệp mà dịch vụ, thì có thể mường tượng được cái kịch bản của kinh tế thế giới trong giai đoạn sắp tới. Điều đầu tiên chúng ta phải nói tới đó là kinh tế Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng với cái việc leo thang của dịch bệnh hiện nay. Và theo chúng tôi thì dịch bệnh rất có thể sẽ có cái sự tác động gấp khoảng 3 lần so với thương chiến Mỹ-Trung. Đánh giá này là một trong những cái đánh giá mà chưa có một cái số liệu cụ thể để chứng minh cho anh chị và các bạn thấy, nhưng mà nó sẽ hiển thị trong thời gian sắp tới. Có vài cái lập luận để chứng minh với anh chị và các bạn theo cái góc nhìn của Thắng ơi như sau. Thứ nhất là với thương chiến Mỹ-Trung thì giữa cái câu chuyện mà hai quốc gia đánh thuế qua lại lẫn nhau thì nó sẽ hạn chế cái giao thương hàng hóa cũng như là giảm bớt các cái mức độ tiêu thụ hàng hóa của cả hai quốc gia và tương tác lên cả hai nền kinh tế lớn số 1 và số 2 thế giới. Vì hàng hóa bị đánh thuế nên nó sẽ đắt đỏ hơn so với cái mức giá thông thường. Do đó thì cái nhu cầu tiêu dùng nó sẽ giảm thiểu. Tuy vậy thì một trong những cái phân khúc nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ và hàng cao cấp thì chắc chắn nó sẽ không bị giảm. Mặc dù thuế có tăng lên nữa thì cái nhu cầu ở cái phân khúc này nó vẫn được duy trì, đặc biệt là ở phía gọi là những người mua hàng ở Trung Quốc thì họ sẽ không giảm, mặc dù thuế có bị áp thêm nặng hơn, mạnh hơn và nhiều hơn. Tuy vậy thì sự khác biệt giữa thương chiến Mỹ-Trung và dịch bệnh corona thì nó hoàn toàn khác biệt. Giữa những cái lúc hiện nay thì người Trung Quốc đang gồng mình để chống chịu với gọi là dịch bệnh, để có thể phòng ngừa không bị nhiễm bệnh, để có thể không bị tử vong vì dịch bệnh, thì chắc chắn rằng là cái việc tiêu thụ hàng hóa trên toàn cầu sẽ bị giảm sút. Và kể cả những cái câu chuyện gọi là tiêu hao các cái hàng hóa
sơ cấp, trung cấp và cao cấp đều sẽ bị ảnh hưởng nặng. Đặc biệt là những cái hàng hóa cao cấp thì nó sẽ bị ảnh hưởng một ở một mức độ rất là nghiêm trọng. Trong lúc dịch bệnh thế này thì cũng chẳng mấy ai mà gọi là hồ hởi với cái câu chuyện là sắm những cái hàng xa xỉ như là những sản phẩm công nghệ hay là xe ô tô hay là những cái đồ Hermes, thì chắc chắn thế giới sẽ bị tác động rất là mạnh. Đặc biệt là những cái công ty sản xuất hàng hóa cao cấp chuyên dùng thì sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với thương chiến. Điều thứ hai chúng ta phải thấy được rằng là cái vai trò của Trung Quốc hiện nay so với dịch SARS 10 năm trước đã thay đổi rất là nhiều. Họ đã vươn lên một trong những cái nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới và có thể coi là một trong những nền kinh tế tiêu thụ hàng hóa hàng đầu trên thế giới. Vì họ là cái nơi tiêu thụ hàng hóa hàng đầu nên cái việc khi mà họ gọi là giảm thiểu chi tiêu, tập trung nguồn lực cho câu chuyện phòng chống dịch thì thế giới sẽ nửa kia của thế giới, mặc dù có thể dịch bệnh sẽ không lan tràn rộng khắp trên toàn cầu do cái sự phòng ngừa hiện nay của các quốc gia đang là khá tốt. Tuy vậy thì những cái đơn vị, những cái công ty, những cái nhà máy sản xuất của Mỹ nói riêng và các nước trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nó sẽ sâu rộng hơn khi mà các cái nguồn nguyên liệu đầu vào của cái hoạt động sản xuất trên toàn cầu là hiện nay đang phụ thuộc khá là nhiều vào cái công xưởng sản xuất của thế giới là Trung Quốc. Người Trung Quốc hiện nay, tôi lấy ví dụ như cửa khẩu Tân Thanh của Việt Nam, theo cái đề xuất của chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc thì chúng ta thông quan vào ngày mùng 10 tháng 2, mùng 9 tháng 2 hay 10 tháng 2 gì đấy. Nhưng mà vì là hiện nay thì cái sự leo thang dịch bệnh tại Trung Quốc rất lớn, do đó thì những cái tài xế, những cái người làm cho cái dịch vụ vận chuyển tại cửa khẩu thì họ không muốn đi làm và họ sợ và muốn phòng chống dịch bệnh. Do đó thì cái việc thông quan của chúng ta sẽ bị lùi lại vào cuối tháng 2. Như vậy là những cái đơn vị, những cái doanh nghiệp hiện nay đang muốn buôn bán hàng hóa cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Và chỉ nhìn ở một góc độ rất nhỏ như vậy thôi, chúng ta để thấy được rằng là không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới đều hiện nay đang rất phụ thuộc vào cái hàng hóa cơ bản của Trung Quốc. Công xưởng sản xuất của thế giới bị ngưng trệ thì đồng nghĩa với cái câu chuyện là những cái sản phẩm đầu vào không có thì sản phẩm đầu ra chắc chắn sẽ không có hoặc là bị thiếu hụt trầm trọng. Nhiều người thì đưa ra một cái lập luận theo một cái ý, tức là nó có tính tương đồng với chiến tranh thế giới, nhưng mà so sánh như vậy nó không có tương quan. Thực tế mà nói thì xét ở một cái khía cạnh nào đó thì nó cũng có một cái phần hơi hơi giống như vậy. Chúng ta không thể lặp lại những cái kịch bản của chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai bằng một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, bởi vì hiện nay thì như anh chị và các bạn đã biết là vũ khí cũng như là những cái hoạt động về quân sự nó rất dễ dẫn đến câu chuyện gọi là bùng nổ về hạt nhân, dẫn đến là sự tàn phá quả địa cầu. Do đó thì chiến tranh thế giới sẽ không diễn ra, nhưng nó hoàn toàn có thể suy biến, diễn dịch và chuyển hóa thành những cái hình thức khác. Miễn sao thì xét ở góc độ kinh tế, nó là câu chuyện gọi là xóa nháp làm lại từ đầu, tức là tìm cách chia sẻ lại thị trường và thay đổi lại cái cục diện của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì cái câu chuyện dịch bệnh cũng như là thương chiến Mỹ Trung là hai cái đòn giáng rất mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc. Đòn giáng mạnh hơn đó chính là Corona. Nhiều người thì cho rằng là không phải là trước đây vài năm, hay cũng không phải là phải đến vài năm sau nữa, mà lại là rơi vào đúng thời điểm này. Điều này nó có thể là trùng lặp một cách ngẫu nhiên hay là vì lý do gì đó thì chúng tôi không tiện cũng như chưa có đủ nguồn thông tin để đưa ra những cái bình luận. Tuy vậy thì thời điểm này là một trong những cái thời điểm suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc, và dịch bệnh lại xuất phát và bùng phát ngay vào cái thời điểm này thì nó ảnh hưởng gần như là ảnh hưởng kép cũng như là có tính cộng hưởng cao, dẫn đến là Trung Quốc sẽ bước vào một cái kỷ nguyên nó gọi là kỷ nguyên mất mát như người Nhật. Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì trước đây thì trong những cái đánh giá về cái xu hướng của giá vàng, chúng tôi nhìn trên biểu đồ phân tích về giá vàng thì nhìn thấy được cái xu hướng tăng giá 10 năm của vàng, nhưng chúng tôi không tìm ra được những cái nguyên nhân, những cái căn nguyên
làm sao mà giá vàng lại có cái động lực để có thể dịch chuyển sau khi tích lũy trong một cái khoảng thời gian dài thì có thể tăng được lên tới một cái thời gian dài như vậy, và mức giá thì chúng tôi chưa có được cái phân tích chi tiết cũng như là chưa có nguồn để đưa ra anh chị và các bạn một cái dự báo về cái giá vàng tương lai. Tuy vậy thì cái timeline, tức là cái thời gian tăng giá là 10 năm thì chúng tôi đã có những cái cơ sở dữ liệu để chứng minh điều đó. Và đến nay thì cái câu chuyện dịch bệnh, cái câu chuyện của tương tác kinh tế toàn cầu nó đã hiển thị và hiển lộ rất rõ. Tuy vậy, tuy là nó chỉ là một giai đoạn đầu tiên, nhưng chúng tôi thường đưa ra những cái dự báo, những đánh giá, những nhận định trong giai đoạn đầu để anh chị và các bạn thấy rằng là cái tương tác này nó cực kỳ lớn và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế toàn cầu. Riêng Việt Nam thì một số báo cáo nhanh của một số chuyên gia kinh tế thì cho rằng là Việt Nam một trong những quốc gia khá là nhỏ thôi, cái thị phần, cái tỷ lệ về du lịch của Việt Nam bị ảnh hưởng lên tới khoảng 8 đến 9 tỷ đô la Mỹ do cái dịch bệnh. Người Việt Nam, người Thái Lan và một số quốc gia có cái số lượng người du lịch từ Trung Quốc rất lớn thì sẽ bị ảnh hưởng rất nặng trong cái lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Và với cái kinh nghiệm trước đó của dịch bệnh SARS thì nó ảnh hưởng trầm trọng tới vận tải hàng không, ảnh hưởng tới du lịch và các cái dịch vụ nhà hàng. Horeca là một trong những cái nhóm các cái ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cái dịch bệnh, bởi vì là chúng ta chỉ cần sử dụng những cái mắt thấy tai nghe hiện nay đi quanh một vòng ở các cái trung tâm thương mại tại các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ thì chúng ta sẽ thấy được cái sự trầm lắng cũng như sự vắng bóng của người tiêu dùng. Điều đó nó không chỉ ở Việt Nam, nó còn ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Trong nửa cuối của tuần trước thì người Singapore, một trong những đất nước được đánh giá là thu nhập bình quân đầu người cao, có cái sự hiểu biết về dân trí lớn. Tuy vậy thì do có một số ca nhiễm virus corona không có gọi là lịch sử bệnh, tức là những người nhiễm này không có bất kỳ một mối quan hệ nào với Vũ Hán, với Trung Quốc hay với những người nhiễm bệnh. Do đó thì chính phủ Singapore đã nâng cái mức cảnh báo của dịch bệnh từ mức cam, từ mức vàng lên mức cam, chỉ sau mức đỏ một nấc mà người Singapore đã vét sạch các cái gọi là nhu yếu phẩm thông dụng nhất, từ gạo rồi mì rồi những cái nhu yếu phẩm tại các cái cửa hàng. Ngay lập tức thì chính phủ Singapore đã trấn an và các cái doanh nghiệp sản xuất cũng như là những cái doanh nghiệp mà trong cái lĩnh vực phân phối sản phẩm đã công bố với số liệu rằng là đầy đủ hàng hóa để trấn an người tiêu dùng. Nói câu chuyện này để chúng ta thấy được rằng là trong dịch bệnh thì bất kỳ cái điều gì nó cũng đều có thể xảy ra. Cách đây chỉ cần một tháng trước thôi thì người Trung Quốc, đặc biệt là quan chức Vũ Hán đã đưa ra phát đi những cái thông điệp rằng là cái virus mới này thì rất dễ để có thể kiểm soát và hoàn toàn gọi là vô hại, gần như không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là bác sĩ người đầu tiên cảnh báo về virus này, 34 tuổi, đã tử vong trong ít ngày gần đây, dấy lên cái sự phẫn nộ của cộng đồng người ở Trung Quốc cũng như là người dân trên toàn cầu về sự phản ứng gọi là kém hiệu quả, bưng bít thông tin cũng như là chậm trễ trong cái câu chuyện phòng dịch ở cái giai đoạn đầu của câu chuyện khoanh vùng dịch. Chúng ta không có đầy đủ cơ sở dữ liệu để đưa ra được câu chuyện là dịch bệnh đã bùng phát ở Vũ Hán trước đó, tức là trước ngày 15 tháng 1 là bao lâu. Nhưng mà theo số liệu thì chúng ta biết được rằng là dịch bệnh có thể đã bắt đầu xuất hiện từ những đầu tháng 12 năm 2019. Và hai cái vòng đầu tiên, tức là hai cái vòng bùng phát dịch đầu tiên thì người Trung Quốc đã ý khinh thường cái con corona này, dẫn đến câu chuyện là bước vào cái vòng lặp thứ ba, tức là vòng lây nhiễm và bùng phát lên tới hàng vài trăm người nhiễm bệnh thì người Trung Quốc mới cảm thấy rằng là họ mất kiểm soát, ngay lập tức thì phong tỏa Vũ Hán. Nhưng việc phong tỏa Vũ Hán thì như nhiều video trước đây chúng tôi đã nói với anh chị và các bạn là nó không hiệu quả. Lý do là bởi vì lượng người dịch chuyển từ Vũ Hán đi các nước trên thế giới đã là 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán rồi, nên là nó kém hiệu quả. Và minh chứng cho câu chuyện đó, đó là cái số liệu mà chúng tôi vừa đưa ra cho anh chị và các bạn ở đầu video này. Quay lại với cái chủ đề về câu chuyện tác động đến nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế thế giới như thế nào, thì thực sự là nó sẽ tác động rất là lớn. Trung Quốc là một trong những nước thặng dư thương mại, là một trong những nước có dự trữ ngoại hối lớn, một trong những nước hiện nay đang dự trữ một cái nguồn ngoại hối, kể cả trái phiếu chính phủ Mỹ, kể cả đô la Mỹ, kể cả vàng. Và họ có một cái tiềm lực tài chính gọi là
trong những năm trước đó thì đi oanh tạc trên tất cả các thị trường tài chính toàn cầu. Nhưng chúng ta sẽ thấy được một cái kịch bản mà có thể đến ngày hôm nay quý vị, anh chị và các bạn chưa nhìn thấy, đó là Trung Quốc co rụm trở lại. Một điều mà giới đầu tư Bitcoin, một trong những cái kênh ngược với lại xu hướng của kinh tế, những người đầu tư trong lĩnh vực vàng và Bitcoin thì tận dụng những cái nhịp của kinh tế suy thoái cũng như là những cái ảnh hưởng bất thường từ chiến tranh, dịch bệnh để có thể kiếm lời nhờ vào việc tăng giá của thị trường tiền số và thị trường vàng. Như chúng tôi vừa nói thì tiền số nó có một cái đặc điểm khác biệt hơn nữa, đó là cái vai trò của thanh toán. Nhiều người cho rằng là khi kinh tế Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng như này thì người Trung Quốc có khuynh hướng sẽ sử dụng đồng Bitcoin để chuyển ngoại hối ra nước ngoài và chuyển đi nước ngoài để sinh sống, tránh những cái ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh. Nhưng đó là một góc nhìn thôi. Theo chúng tôi thì sau cái cuộc gọi là sau cái đại dịch này thì người Trung Quốc sẽ thực sự là cái chủ nghĩa gọi là dân tộc hẹp hòi sẽ bắt đầu trỗi dậy. Lý do là hiện nay không chỉ người Trung Quốc mà người da vàng, tức là người châu Á, đang bị kỳ thị trên toàn cầu. Và cái việc mà khi mà họ bị kỳ thị, thậm chí những người đã có quốc tịch ở một số quốc gia, ví dụ như Mỹ, ví dụ như là Anh, Pháp, là có quốc tịch và sinh sống đẻ trên, nữa là sinh tại các quốc gia này, vẫn bị kỳ thị là người da vàng và bị xa lánh do dịch bệnh. Thì từ đó nó sẽ kích lên cái tinh thần dân tộc hẹp hòi của các quốc gia châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, tinh thần dân tộc hẹp hòi của họ sẽ cao lên, nên kỳ vọng vào câu chuyện dịch chuyển của cái dòng tiền chạy khỏi quốc gia Trung Quốc trong thời gian dài để đẩy giá đồng Bitcoin tăng lên là điều có lẽ là chưa phù hợp lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản thôi, nếu anh chị và các bạn bây giờ có thể chuyển tiền đi được, có thể dịch chuyển được, nhưng đến một quốc gia mới bị kỳ thị, bị gọi là coi là gọi là một cái thành phần mà đem dịch bệnh, thì chắc có lẽ anh chị và các bạn cũng sẽ không muốn đi đâu. Đó là điều mà chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng suy luận ra được cái câu chuyện này. Thêm một góc cạnh nữa mà chúng ta mới thấy được rằng là các cái khoản đầu tư của Trung Quốc khi co cụm lại thì các nền kinh tế, các cái thị trường tài chính trên toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Và điều ảnh hưởng đầu tiên mà dễ nhìn thấy ở đây, chúng ta không cần phải đánh giá, có báo cáo chi tiết đánh giá về tác động, chúng ta đều có thể nhìn thấy, đó là giá dầu sẽ đang bị sụt giảm trầm trọng. Lý do là bởi vì cái nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc là đang đứng ở một trong những cái vị thế rất là lớn trên thế giới. Thì bởi vì khi họ ngưng sản xuất thì nhu cầu tiêu thụ dầu cũng sẽ ngưng lại thì giá dầu sẽ giảm. Những cái này chúng ta chỉ cần theo dõi về cái chỉ số, chúng ta đã biết được cái tác động của cái dịch bệnh lên nền kinh tế Trung Quốc và lên nền kinh tế toàn cầu rồi. Giá vàng sẽ tăng, thế dịch chuyển. Bitcoin hiện nay tăng không nhanh, lý do là như chúng tôi vừa nói, cũng bị bệnh dịch nên Bitcoin tăng. Nhưng mà thường thì tiền số tăng, mỗi lần tăng lên tới vài ngàn đô cho một lần tăng. Nhưng mà lần tăng này thì Bitcoin tăng rất chậm chạp, có vẻ là khá chắc chắn trong cái việc dịch chuyển tiến về vùng 10.000 đô cho một BTC. Rồi, một lĩnh vực nữa mà chúng ta cần phải nói tới, đó là cái câu chuyện là gọi là giá rẻ. Thì nhân công giá rẻ của Trung Quốc trong những năm gần đây thì không còn rẻ nữa, nhưng mà sau dịch bệnh thì nhân công ở Trung Quốc chắc chắn sẽ không rẻ nữa. Và nhiều điều chúng ta sẽ cần phải bàn thêm về cái câu chuyện là hàng hóa, nhu yếu phẩm, các cái thiết bị vật tư của cái ngành y tế sau cái đợt này, thì chúng ta sẽ để ý hơn đến những nhận định của tỷ phú hàng đầu thế giới Bill Gates mà trong video trước đó chúng tôi đã đăng lại cho anh chị và các bạn xem về cái câu chuyện cách đây 5 năm thì tỷ phú Bill Gates đã đưa ra những nhận định khá là sát với tình hình thực tế hiện nay về cái việc dự báo thế giới sẽ phải đối đầu với dịch bệnh. Và có vẻ như là trước đây 5 năm và đến ngày hôm nay thì thế giới cũng vẫn chưa sẵn sàng với dịch bệnh. Anh chị và các bạn có thể xem lại video của tỷ phú Bill Gates cảnh báo trên một cái chương trình của TED, một trong những cái chương trình khoa học thưởng thức khá là hấp dẫn trên thế giới. Tỷ phú này đã đưa ra những cái kịch bản về câu chuyện là đối đầu của nhân loại với dịch bệnh và có thể sẽ đem đến những cái thảm họa mà nếu chúng ta không thực sự gọi là đề cao cái câu chuyện này. Chúng tôi không muốn nói quá sâu vào cái việc tương tác vào nền kinh tế Việt Nam. Tuy vậy thì chúng ta có thể điểm qua được cái câu chuyện, đó là chúng ta là một trong những quốc gia
thực sự là dù muốn dù không, chúng ta cũng vẫn phải nằm ở vị trí gọi là núi liền núi, sông liền sông, ở chung một biển Đông với Trung Quốc. Do đó thì cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc là điều không thể phủ nhận. Xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay thì đang gọi là cái thương mại với Trung Quốc đang được xếp ở cái mức là thứ hai sau Mỹ thôi. Vì vậy thì ảnh hưởng là cực kỳ lớn. Và đó, anh chị và các bạn sẽ từ từ sẽ theo thời gian, anh chị và các bạn sẽ nhìn nhận được. Thì chúng tôi đưa ra những cái góc nhìn mang tính tổng quan, chúng tôi không muốn đưa ra quá nhiều các số liệu chi tiết cũng như là những cái số liệu phân tích. Hiện nay thì trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi vừa nhận được một cái báo cáo phân tích về kinh tế ASEAN trước dịch bệnh, nhưng mà số liệu quá nhiều nên chúng tôi cũng không muốn đưa ra cho anh chị và các bạn. Và trong cái hàm lượng video chỉ 20 phút như này thì đưa ra nó quá nhiều dữ liệu thì anh chị và các bạn sẽ bị rối, và những cái điểm cần nói, cần chia sẻ có thể nó không có nhiều cái tính logic lắm, nhưng mà hy vọng anh chị lọc được những cái ý cần tham khảo. Hãy để lại cho Thắng một like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này tới nhiều người hơn nắm và biết để ứng phó cũng như là đưa ra những quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và thắng lợi trong năm 2020. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.